Ngay bây giờ các bạn có thể tham gia hội Nokia X6 lớn nhất tại Việt Nam để nhận được nhiều hơn những chia sẻ đến từ các thành viên. Link group sẽ để ở phần mô tả phía dưới video này. Ok, video này thì mình sẽ chia sẻ các bạn cách để có thể cài được Google Camera trên chiếc Nokia X6. Thật ra thì việc cài đặt này nó khá là đơn giản, tuy nhiên thì với phần mềm Google Camera này thì mình cũng có đôi điều để nói, để lưu ý các bạn khi mà các bạn sử dụng. Thì ngay bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cài đặt. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải vào cái link bên dưới. Mình sẽ để phần link của phần mềm Google Camera này ở phần dưới mô tả video này. Thì các bạn có thể click vào và sau đó thì chọn. Khi mà ấn tải về thì các bạn hãy chọn Chrome nhé. Ở đây thì chiếc Nokia X6 của mình thì đã cài CH Play và Google Chrome. Thì các bạn hãy cài hai phần mềm này để cái quá trình cài đặt của mình nó diễn ra một cách hoàn hảo nhất. Ok, chúng ta sẽ đợi máy tải về. Rồi, sau khi máy tải về xong thì các bạn hãy ấn vào để mở. Phần mềm thì sẽ yêu cầu các bạn cài đặt từ một nguồn không xác định, vì đây là file APK mà. Thì chúng ta sẽ ấn vào setting này. Rồi, chúng ta hãy chọn Allow from resource. Ok. Quay trở lại và ấn Install. Rồi, xong với Windows thành công thì các bạn hãy ấn Open. Nè, kích và chọn không bao giờ hỏi lại khi mà mở phần mềm Google Camera lên và chọn Always Allow. Rồi, bây giờ chúng ta đã có giao diện của phần mềm Google Camera ở trên Nokia X6 và nó hoàn toàn có thể sử dụng được. Tất cả tính năng ở trên, rất là nhiều tính năng ở trên Google Camera thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được. Và một đặc điểm nữa đó là ở phần Google Camera này với Nokia X6 thì chúng ta có thể nhận được tối đa độ phân giải của Nokia X6 cũng như là các chế độ. Ví dụ như chế độ xóa phông thì nó vẫn còn, chế độ lens blur này. Tuy nhiên thì nó sẽ không nhận hết hai camera của Nokia X6. Các bạn còn nhớ là với Nokia X6 thì khi mà các bạn chụp xóa phông thì các bạn sẽ không cần phải giơ máy lên như thế này. Phiên bản này thì nó không hỗ trợ hai camera. Mình đã cài thử ở trên LG G6 mà mình đang sử dụng thì nó cũng không hỗ trợ hai camera trên chiếc LG G6 của mình, đặc biệt là một camera góc rộng thì nó hoàn toàn không hỗ trợ luôn. Thì ở trên Nokia X6 thì nó cũng tương tự như thế, nó chỉ hỗ trợ đúng với camera gốc, đúng với camera chính của máy thôi. Đó, thì chúng ta vẫn có thể chụp xóa phông được, tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần phải di chuyển camera và đợi một lát để máy xử lý này. Đó, xong. Vẫn có các chế độ như là lấy nét lại, điều chỉnh độ xóa phông và camera thì wow, rất là chi tiết. Mình đã thử cài trên LG G6 thì sau khi mà mình cài xong thì mình như vừa nãy mình đã nói thì mình phát hiện ra là máy chỉ nhận đúng cái camera chính của máy thôi. Và một đặc điểm nữa là khi mà quay video với LG G6 phần mềm gốc thì mình có thể quay video độ phân giải 4K. Còn ở trên Google Camera sau khi mà mình cài thì nó không hỗ trợ đến độ phân giải này. Mình sẽ xem là Google Camera trên Nokia X6 thì hỗ trợ độ phân giải quay video đến đâu. Wow, trên LG G6 thì máy lại hỗ trợ độ phân giải quay video lên tới 4K. Khá là tuyệt. Phần mềm Google Camera thì cũng có cả chống rung video, nhưng mà mình sẽ tắt cái này đi bởi vì nó sẽ làm cho khung hình bị giật. Mình sẽ thử xem nó có bị giật hay không. Khi mà thử quay video với độ phân giải 4K thì máy cũng hoạt động bình thường, không có vấn đề gì. Thì đây là một phiên bản Google Camera mà mình thấy là nó ổn định nhất trên Nokia X6. Thì các bạn có thể click vào link phía dưới phần mô tả video này để tải nó về. Cách cài đặt thì tương đối là đơn giản, tuy nhiên thì nó sẽ không đơn giản đến mức là chúng ta có thể tìm được trên CH Play. Các bạn sẽ chỉ có cách duy nhất là cài file APK và
trong các video sau, nếu như mà có phiên bản Google Camera nào mới hơn, hỗ trợ nhiều hơn và hỗ trợ cho Nokia 6 tốt hơn thì mình sẽ làm video chia sẻ với các bạn trong các video sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.